Grab bị ngân hàng nhà nước phạt 120 triệu. Thanh tra ngân hàng nhà nước Việt Nam vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Grab. Công ty có trụ sở tại 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, người đại diện theo pháp luật là ông Lim Yên Hóc. Quyết định của thanh tra ngân hàng nhà nước nêu rõ, công ty trách nhiệm hữu hạn Grab đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính đối với việc đăng ký khoản vay nước ngoài. Theo đó, Grab đã không tuân thủ quy định về thời gian gửi hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài ngắn hạn được gia hạn thành chung, dài hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên một năm. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm B, khoản 3, điều 13 thông tư số 3 năm 2016 trên TT, Ngân hàng Nhà nước ngày 26 tháng 2 năm 2016. Trong quyết định, thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu ông Lim Yên Hóc là người đại diện cho tổ chức vi phạm phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Số tiền phạt là 120 triệu đồng nếu quá thời hạn mà công ty trách nhiệm hữu hạn grab không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo đúng quy định của pháp luật quyết định nêu rõ